tất cả các bạn đối với channel của mình nha. Vâng, mình Hương đây. Thì lời đầu tiên xin gửi một lời chào thân thương nhất đến tất cả các bạn nào đang xem cái clip này của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Thì bây giờ nè, các bạn thấy không? Sau khi các bạn mua tướng cái đoạn đầu game đó, các bạn làm gì thì làm nha. Chùa đúng lại 5 vàng cho mình. Chùa 5 vàng lại. Bởi vì sau khi cái ra nó quýnh xong nè, các bạn sẽ được cộng 5 vàng liền luôn nha. Để nó sẽ lên 10 vàng. Về sau một lần nữa thì nó sẽ lên tới 17 vàng cho các bạn nha. Thì cái mail nè, mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Các bạn cần đó, 18 vàng rồi, thấy không? Nếu mà đầu game các bạn mua sớm á, bạn dùng hết tiền thì nó không lên lãi đâu nha. Nó sẽ bị thọt ra một phần kinh nghiệm, lộ một phần tiền, phần kinh nghiệm luôn nha. Một lát nữa đó thì cái game đầu trận nè, các bạn đừng có nên quan trọng gì những con tướng, các bạn hiểu không ạ? Đó, các bạn cái thứ bỏ thí thôi nha. Nếu mà lên 2 được, mình cho lên 2 luôn. Các bạn hiểu ý mình nói không ạ? Đó, thì đầu game á, nếu như mà lên 2 là giống như mình nè, thì các bạn có thể bỏ nó ra hết luôn nha. Hoặc không, các bạn để như cách mình nói đó, các bạn hãy coi tiền nó quan trọng hơn những con tướng nha. Bây giờ đoạn đầu game nó quan trọng hơn. Đầu game các bạn đề ba nhanh hơn người ta, bạn sẽ có lợi hơn. Còn việc của mình là mình đề ba chậm rồi đó. Mình mà đề ba chậm thì sao? Mình đề ba chậm thì mình sẽ bị thọt tiền và thọt cấp thôi. Nhưng mà mình sẽ làm chủ thắng cho bạn xem nha. Thì khi mình có ba con tướng 2 sao sớm thế này á, thì nếu như mình nó không giành tiền được rồi thì mình làm chủ thắng nha. Nó thắng được rồi các bạn. Các bạn có thể dồn đồ cho HAT hoặc là con tăng, tùy các bạn thôi. Các bạn thích dồn cho con nào các bạn dồn. Còn mình thì mình dồn cho con tăng. Thì có rất nhiều cách chơi các bạn. Các bạn có thể làm giống như mình. Các bạn có thể rồi tuấn đầu game sớm để bạn giữ máu lại. Nó hoặc các bạn có thể làm chủ thắng chủ thua gì đó cũng không biết. Nhưng cái mục đích mà chơi game cờ này là các bạn phải giữ máu các bạn làm như thế nào phải thật là nhiều cho mình nha. Vì một lát nữa cái meta bây giờ nó nghiêng vào sát thủ nha. Mẹ các bạn biết rồi, sát thủ thì nó sốc đam quá là kinh nha. Có thể gặp nó chừng 2 lần thôi là bạn xuống top 8 lần liền, ở top 8 luôn. Nó nên bạn cần giữ máu thật nhiều cho mình. Vì một lát nữa nếu các bạn bị sốc đam thì các bạn sẽ không đi nha. Có rất nhiều bạn nói với mình rằng đang ở top 2 đúng không, gặp thằng đó chừng 2 lần à, thua luôn, top 8 luôn. Thì còn làm sao, các bạn cần phải tìm mọi cách để giữ máu lại nha. Thì mình nói thiệt, bây giờ cái meta sát thủ này á, các bạn không có dùng chủ thua nhiều được nha. Tuyệt đối luôn, đừng làm chủ thua như các bạn làm chủ thua là bạn thua luôn đó. Vì cái meta sát thủ này rất là mạnh. Mình nói thiệt luôn, các bạn đi thú, đi ám như công gì á, các bạn mà lên từng tầm 100, 200 điểm, 300 điểm á, thì các bạn rất là khó nha. Rất là khó sống như lúc trước. Lúc trước là thú nhân đúng không? Nó đơm nhau chừng xíu là nó còn mọi con à. Nhưng sát thủ nó ăn bạn rất là nhiều nha. Mình không cần biết là bạn đi cái gì, nhưng nếu như mình đi sát thủ á, thì tất cả các bạn, nó thiệt luôn là mình có thể hẹn các bạn nhau nhau một đốp nhạc đó. Và tướng của mình còn rất là nhiều nha, 5-6 con đó. Các bạn nghĩ lượng máu các bạn mất bao nhiêu. Nên mình nói rồi, các bạn một cái meta game hiện tại là 1, các bạn đi sát thủ, 2, đi chủ thắng cho mình nha. Nó thiệt luôn là mình đi chỗ hắc ám đồ, thú nhân đồ, kho học thợ săn đồ, các kiểu, nhân mình đều thua các bạn. Vì sát thủ nó sốc đam ghê quá, về cái lượng sát thương nó ghê quá lớn các bạn. Tỷ lệ chiến mạng này 60%, các bạn hiểu rồi đó. Cái pháo thủ á, nó không ngon bằng cái sát thủ luôn. Đó, về cái meta bây giờ là nó nghiêng về sát thủ quá nhiều nha các bạn. Các bạn nên đi sát thủ cho mình. Và các bạn đầu game á, các bạn đừng có quan trọng gì sát thủ nha. Các bạn cứ tìm con tướng nào mà có liên kết với nhau đó. Như bây giờ nè, mình có cái nguyên tố, các bạn thấy không? Các bạn có thay con Roker vô chỗ cái con Erwin. Nhưng Erwin 2 này không cần thiết. Đó, và nếu có con Ne, bạn thay chỗ con Joy, hoặc thay con William cũng được, tùy các bạn thôi. Thì bây giờ nè, khi bạn đi chủ thắng á,
thì bạn đừng nên tiếc tiền của mình nha. Vì nếu mà tiếc tiền của các bạn á, thì sẽ mất thời gian rất là dễ. Các bạn cần làm như thế nào để các bạn có được thật nhiều tướng 2 sao nha. Đó. Hoặc các bạn sẽ tìm những tướng nào nó liên kết hệ gần gũi nhất đó. Ví dụ như William đi với Joker nè, con Will sẽ đi với lại con Joy, hoặc là con Lumbo nha. Hayate với lại con Airi, nó là chuẩn bài rồi đó. Thì 6 con này nè, ở đầu game á, các bạn lên cấp 6 rất là nhanh nha. Lên cấp 6 rất là nhanh, nên ưu tiên những con tướng này cho mình. Một lát nữa khi mẹ đủ 6 sát thủ rồi đó. Đó, và nếu như mẹ chưa có sát á, thì em bỏ Joy. Còn có sát rồi á, thì bỏ Airi nha. Các bạn hiểu ý mình nói không ạ? Các bạn có sát chi hồn á, thì bạn bỏ Airi đi cho mình. Còn nếu như mẹ chưa có sát á, thì bỏ Joy ra nha. Vì giai đoạn cuối game á, mình nghĩ rằng các bạn có thể chơi Joy, nhưng cũng đừng nên chơi Joy các bạn. Nó vì sao? Sát chi hồn nó gây thêm sát thương thì phần trăm máu, mẹ các bạn càng trâu á thì lượng đam chịu càng nhiều nha. Các bạn cần lưu ý giữa con Joy với lại con Maloc nha các bạn. Thì cái điểm mạnh của nguyên tố là nó trâu, nhưng điểm yếu chết người của nó là nó dễ bị giết nếu gặp ám nhiều nha, hoặc là sát chi hồn. Các bạn có biết rồi, sát chi hồn với thương thì phần trăm máu, mẹ các bạn đi nguyên tố máu bạn trâu hơn thì bạn dễ đi thôi đó. Các bạn hiểu ý mình nói không ạ? Thì bây giờ nè, mình chuỗi tháng thứ 8 rồi. Đó, mình để bỏ được con Roker luôn rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ thay con Airi chỗ con Roker cũng được, nhưng mà mình cần có liên bang hơn. Còn Edwin thì lên 2 rồi, mình không có nợ khó các bạn. Vì bạn biết rồi, con Edwin lên 2 đầu game chống rất là mạnh nha. Nó có hiệu ứng trốn. Đó, còn Airi cũng trốn nhưng mà Airi là sát thủ. Còn con Roker với lại con Airwin thì có thêm một cái gọi đấu sĩ. Nó các bạn sẽ bỏ sao bạn bỏ. Nhưng mà bạn ưu tiên con nào 2 sao bạn bỏ trước nha. Nó thì các bạn đầu game các bạn cần lưu ý cho mình nhất định nha. Bây giờ máu thật nhiều cho mình luôn. Mình nói thật với các bạn luôn là mình đánh như anh này nè, thách đấu 100 mấy chục điểm rồi, hơn 200 điểm rồi. Nhưng mà mình nói thiệt con đầu game xanh có nào không biết. Nhưng về cuối game á, mày không có đồ nha. Cái sách chi hồn bây giờ thì nó không còn như lúc trước nữa, nó gây rất là ít. Nó các bạn còn sống thì phải lâu cho mình, sống tới khi nào mà sách chi hồn nó ghê là thôi nha. Mình biết có nhiều bạn giống có đang cái một cái giống như mình là chơi hoài không phải sách chi hồn đúng không ạ? Thì các bạn cần phải ưu tiên kẹp cho mình 2 cái ám nha, nha tuyệt đối luôn. Bất kể các bạn đi đồ hình gì tuyệt đối phải 2 ám cho mình. Chừng nào sách hồn ghê bạn mới được chuyển bỏ ám nha. Nói thiệt các bạn, kinh nghiệm sương máu đó thì các bạn lên mình thua mấy biết nhiêu trận rồi. Mình biết được một điều như thế này rằng sách chi hồn bây giờ rất là khó ghê nha. Về cái lượng đam sách chi hồn nó quá khủng khiếp rồi. Nó lỗi game là một. Nói thiệt luôn á, tại sao lại không tăng sức mạnh cho những cái hệ khác nha. Game này không, tại sao không sửa cái đổi sức mạnh của cái chiêu thức của tướng hình vật lý đi. Nô mình nó còn sống nữa nhá, giờ tăng lên sát thương sát thủ lên 250 luôn. Đó là sát thương chí mạng nha, còn tỷ lệ cho mình là 60%. Các bạn biết là mạnh cỡ nào đúng không ạ? Nó cái hệ cần boost đó thì không boost, cái hệ không cần là boost thêm, cái hệ cần giảm hay không giảm chưa đó các bạn. Còn hát nữa, nói thiệt đó các bạn luôn nè, không biết cờ nó mới ghê nhưng mà tại sao lại cái hát các bạn. Mình gặp thằng đó nha, nói với mình gặp nhau không đánh, nhìn nhau không à. Mình nói khó chịu về cái vấn đề mà gọi là như vậy. Một người á thì họ dùng tiền họ chắc chưa cho đồng bạc họ mua được con tướng, còn một người á thì chỉ cần mua bậy bẹ bỏ ghe là thắng rồi nha. Tôi biết có một số bạn kêu là bị lag, nhưng các bạn qua những kênh khác các bạn xem đi nha. Khi mà hai bên đánh nhau á, bên mình còn ai bên kia rồi, thì tất cả tướng mình sẽ đứng yên lại nha, đứng yên lại luôn, không quýnh nữa. Và bên kia nó quýnh thì mình chết nha, có nha. Các bạn thử lên cho bạn tìm đi. Mình không biết rằng là những cái bạn này mua cái linh thác ở đâu, nhưng mình có một lời gửi cho bạn, những bạn nói như thế này nè. Chơi game cờ không phải 5 năm đâu mà phải vô hát. Nói thiệt, 5 năm á, mấy bạn gặp những cái thằng nào quýnh ngu bạn hát không ai nói nha. Nhưng quýnh cờ là 1 với 8 rồi, chồng phản đi người anh em à. Hát gì giống giống chó lắm bạn ơi. Nghĩ sao bạn chơi cờ 1 với 8 rồi,
mà nó nấy chơi còn đi hát nữa, gì biên thiệt luôn. Mà chơi game offline mẹ luôn mẹ ơi, chơi bé game chi gì. Thì bây giờ nè, đội mình nó yếu rồi nè các bạn, nó thì con 2AT bây giờ nó hết còn sức mạnh được rồi nha. Bắt đầu dòng thứ 12 đến dòng thứ 15 đó là 2AT nó yếu rồi đó, các bạn thấy không, sách truy hồn vẫn không hề ghê nha. Nha tôi biết có nhiều ông nè, có nhiều bạn khi đạt ở level dòng thứ 12 và 45 không hề có sách, và kể từ đó các bạn tụt không phanh luôn nha, cái lượng máu các bạn tụt không phanh luôn. Thì nó củng cố lại chuyện này á, các bạn đừng có quan trọng lượng tiền của bạn nữa nha. Bây giờ cái meta bây giờ là các bạn còn ưu tiên cho mình tướng và cấp độ. Các bạn cảm thấy như bạn sắp thua rồi, đừng nhổ tiền nhiều làm gì. Khi ví dụ bạn ở cấp 8 đi nha, và bạn cảm thấy bạn nó yếu không rồi, thì các bạn nên dừng lại cái việc lên chính nha, rao tướng cũng được nha. Các bạn còn làm mọi cách làm thế nào mà lượng máu của bạn á không mất đi quá nhiều ở giai đoạn đầu trận, đến để khi mà giai đoạn cuối trận á nha, còn tới 4-5 nhà thì các bạn làm cách nào bạn vô top 4 mới được nha. Có nhiều bạn ở đang ở top 6-7 đi, nhưng mà các bạn sắp lên được top 4 rồi nhưng lượng máu bạn còn ít, dẫn tình trạng các bạn thua ở top 5 mình bị nhiều rồi, thậm chí mình còn 100 máu luôn. Quấn hồi mà ở top 5 các bạn nha, lật kiệt game này, quấn ghê lắm bạn, đầu này có sạn ghê lắm. Như bây giờ nè, các bạn không có hết ám á, các bạn còn tìm Edwin hoặc con Ne nha, các bạn cũng phải bỏ gồng cho mình nha. Thì nếu không sách chi hồn á mà các bạn có dư món đồ mà hồi mana nhanh á, các bạn phải bỏ vô con gồng nha. Đó là những cái điều mà mình nói với các bạn, là những cái kinh nghiệm của mình chơi đó. Vì bây giờ là sách chi hồn ghê rất là ít nha, không hề ghê luôn các bạn. Dòng tới 20, 25 chắc chưa chắc nó ghê nữa nha. Một game đấu á, cái lượng sách chi hồn rất là thấp. Và dòng tới 25, 26, 7 hoặc may nó ghê được cuốn sách, hai cuốn sách. Thì ghê nay giảm đi cái lượng sách chi hồn rồi, nhưng họ tăng quá nhiều sát thủ, các bạn phải biết không ạ. Các bạn nói thiệt luôn là các bạn không còn sách nha, sát thủ không còn sách. Chỉ còn nó kịp hắc ám thì là nó kịp chừng 6 sát thủ thôi. Rồi mình nói thiệt luôn, chấp mọi loại sách luôn. Mình nói thiệt, mình nói thật với các bạn luôn là game bây giờ nó bị lỗi quá lỗi rồi. Hồi xưa là mình khóc về cái vụ mà vụ thú nhân mà hắc ám, nhưng bây giờ là mình khóc về cái vụ sách chi hồn các bạn nha. Các bạn biết vì sao không? Sách chi hồn nội tạng nó quá mạnh, nhưng họ lại ngăn chặn cách đó bằng cách họ không giảm sức mạnh mà họ giảm tỷ lệ ghe. Vậy thì nó càng mất các bạn nữa. Những người nào có sách rồi thì sao? Và những người không có sách thì sao? Nó mất cân bằng chỗ đó các bạn. Người có sách rồi thì họ dùng chiêu rất là mạnh luôn. Ai cho lại? Cái nổ tạ nó đã ghê rồi. Nổ tạ nó ghê gớm lắm rồi. Vì mình ghê ít sách nữa nha. Ít sách. Những người có biết xây bài thì họ làm cách nào để họ thắng đây. Và cái nổ tạ của sách chi hồn nó là mạnh mà cho ít như vậy, thằng có thằng không. Thì thằng có nó bế đạo luôn rồi. Đúng không ạ? Sách ghê vẫn đều cũng được nha. Sách ghê có thể ghê đều hoặc ghê ít, nhưng mà giảm sức mạnh sách lại. Kiểu này ai cho lại các bạn. Thiệt. Bây giờ không biết là đội hình gì, nhưng mà có con kem như sách chi hồn đã bắn ông nội, bắn bà nội luôn. Ai chưa nổi các bạn. Và bây giờ nè, dòng tới 15 nè, cái lượng máu của mình mà thấy không, cái lượng máu vẫn còn rất là nhiều nha. Thì kể dòng này nè, các bạn biết các bạn cần làm gì không? Các bạn cần giữ máu của bạn thật là nhiều cho mình nha. Thật là nhiều cho mình nha. Cho anh cao là phải vậy đó. Anh thấp các bạn có thể chơi cho đâu, cái nào các bạn chơi, nhưng anh cao á, các bạn cần giữ máu nhiều cho mình. Các bạn nếu như bạn cảm thấy như bạn quải không rồi, các bạn dùng tiền á ăn cắp cho mình nha. Các bạn khi mà các bạn ở trên một cái rank gọi là cái rank không còn mà như là những thằng ghè nữa, mà toàn những thằng đầu chẹn với nhau không á nha, các bạn ưu tiên là giữ lượng máu lại cho mình. Lúc đó là các bạn không cần biết là các bạn còn tiền bao nhiêu, nhưng mà các bạn cảm thấy bạn không ăn nổi ai hết, up cấp cho mình, bỏ thêm tướng ra nha. Hoặc các bạn sẽ bỏ rao tướng cũng được. Các bạn cảm nhận các bạn sắp thua rồi, các bạn hãy cố dùng dãy cho mình nha. Vì sao? Lượng sách chi hồn bây giờ rất là ít nha. Cố gắng dùng dãy cho mình, làm mọi cách để giúp cái lượng máu bạn còn lại rất là nhiều cho mình. Để khi một lát nữa bạn hiểu cái câu châu bò quấn nhau là mùi mũi chết không, khi cháu quấn lộn với nhau á,
chắc chắn cái thằng đấy cái thằng ở lại, mày hiểu không? Và nếu như mày đội hình cho bạn nó chống chịu được thì để vô top. Còn nếu không may các bạn bị thua thì các bạn rớt vài top, trừ điểm rất là bình thường vì cái ngành cao này nè, nó không còn quan trọng gì cái vấn đề mà tiền bạc nữa các bạn. Bây giờ nào may mắn nào có sách với đàn nào mà nó ra ngon nó ăn này nha. Các bạn ôm tiền gì cũng ngựa các bạn á, nhưng cái lượng tướng các bạn nó không lên hai hết á, thì cũng như vậy thôi nha. Giờ lên tới đàn cao là bằng may mắn nè, còn rất là nhiều may mắn nha các bạn, may mắn nha. Thì còn may mắn hơn là mình còn cái gì luôn các bạn. Ngày xưa các bạn có thể auto bạn mua thú mở game ăn, nhưng bây giờ chỉ còn 6 sát thủ thôi là thú nhân hơi mệt nha, nó thiệt. Và mình nghĩ rằng là trong tương lai game này họ chỉ chỉnh sửa lại cái game này nó ấy hơn các bạn. Mình biết rất nhiều bạn rất là buồn đúng không, thua với mấy trăm điểm rồi đó, nó thiệt. 200 điểm mình chơi thì còn có 120 à ha. Và mình nghĩ rằng các bạn sẽ bị trừ nhiều hơn mình. Vì mình là một thằng xây bằng đó là ghê luôn, xây bằng đó là nhiều luôn các bạn, nhưng mà mình xây không nổi các bạn, chịu không nổi nha. Thì bây giờ một thằng nào có sách chí hồn đi, nói các bạn thấy không, nó sắp đam nhau cỡ này nè, các bạn thấy không, tướng của mình nó còn chỉ còn dưới lại 1/5 thôi nha. Thì các bạn nghĩ đi, cái giai đoạn về cuối game nè nha, nếu các bạn bị 4 con như thế này quýnh một phát, 4 con 1/5 máu, nó quýnh bạn một cái bạn mất bao nhiêu máu nè. Cái vấn đề bây giờ là bạn cần làm mọi cách nha, dùng dãy hết sức cho mình. Các bạn phải giữ, các bạn phải xem đây là một trận đấu 1/8, vì dạng kiểu là bạn mới sống lâu nhất, máu nhiều nhất, để khi mà giai đoạn cuối game á, các bạn sẽ đỡ khổ đi. Vì giai đoạn cuối game á, nhiều khi các bạn cứ solo thua nha, đánh nhau các bạn thua 1-2 con thì cái lượng máu nó mất từ từ và các bạn sẽ không thể nào mà các bạn sống lâu hơn nếu như mà các bạn hết máu rồi. Mẹ 4-5 nhà khác nó còn máu nhiều á, thì bạn nghĩ bạn vô top 4 nổi không? Đó, nó là khổ nha. Game bây giờ nó khó, không còn dễ như ngày xưa nữa. Ngày xưa chỉ cần bỏ 4 ám ra là bỏ 6 thú gây ra ăn này, nhưng bây giờ thì khác nha. 6 thú chả là cái gì hết nha, nó thiệt. Mà nó thiệt là ganh từ anh tin anh lên thách đấu á, thì quýnh thú được. Lần này thú khó sống lắm các bạn nha. Các bạn thấy không? Các bạn thấy gì không? Nó khi bị giai đoạn vòng cuối game nè, các bạn thấy không, cái lượng máu của mình mất này rất là dễ nha. Vì sao các bạn thấy không, nếu mà du cát mình đang quậy không nổi thì sao, thua 4 con nha, 4 con nhiều máu, 10-20 máu rồi. Mình nói là đầu game các bạn đi kiểu thua thì sao, đầu game các bạn đi kiểu thua thì máu mất nhiều thì giờ bạn đi luôn rồi đó. Nên lý do tại sao mà nó không nên đi chỗ thua, một là chỗ thắng, hai là hò, đừng có chỗ thua các bạn. Bây giờ cái lượng máu nó còn quý hơn lượng tiền nữa các bạn, mình nói thiệt. Mình sẽ bỏ tiền, mình bỏ hết tiền mình lên cấp luôn đó. Mình coi trọng cái lượng máu hơn cái lượng tiền các bạn. Cái game này nè, mà bây giờ các bạn coi trọng cái lượng tiền quá cũng không được nha. Coi trọng lượng tiền ở giai đoạn đầu game thôi, giai đoạn đề bê đó, mới vô đó. Các bạn đề bê vô, các bạn đỡ đúng 30 vàng sớm nhất, để một lát nữa các bạn có thể up cấp nhanh nhất có thể nha. Up cấp thiệt nhiều cho mình, để các bạn bỏ nhiều slot nhất, kích nhiều hệ nhất lên là các bạn sẽ ăn được người ta. Và lượng máu bạn không mất đi nữa. Nhưng bây giờ nào mình thấy không, bây giờ mình còn tiền cái gì nè, đủ rồi đó. Bây giờ đồ này là ngon rồi đó, không còn tiền gì nữa các bạn. Mình nói nãy giờ để giúp các bạn có thể có một cái trải nghiệm khác. Các bạn không nên đỡ dành tiền nhiều những cái meta trước nữa, vì cái meta bây giờ là cái meta sốc đam nha. Sốc rất là kinh, nó thiệt, nó sốc ghê lắm các bạn. Một trận đấu mà nó sốc một khoảng gần 2 phát à. Ví dụ giờ bạn đang top 1 đúng không, bạn đi thú đi, nhưng mà lỡ không may gặp thằng sát thủ đó 2 lần đi, nó ăn bạn chừng 6 con à, chừng 2 lần là bạn xuống top 8 đứng liền. Đó, các bạn còn làm như thế nào để bạn ăn được nha. Thu ít nhất thì chỉ có cách thôi, up cấp sớm hoặc là rao tướng nó kiếm cấp 2 thôi. Như bây giờ nè, các bạn thấy không, mình rất là mạnh nha, nhưng mình không xem thường ai hết. Bởi vì sao, mình nói thiệt là mình đang dậy rất là ghê các bạn. Mình phải dậy, các bạn hiểu không, các bạn phải dậy hết sức bình sinh cho mình. Vì sao nè, sách chi hồn giờ nó chưa ghê luôn sao á, nó giọng tới 21 rồi nè. Hồi nãy giờ mình mãi mê nói chuyện với bạn trước quá, mình không biết là sách chi hồn nó ghê hay là chưa
nó mình nghĩ là chưa ghê đâu. Tại bạn đã biết rằng hiện tại bây giờ là sách vô hồn không có thì làm sao? Nếu mình các bạn gặp trường hợp giống mình bây giờ bạn thua rồi nha. Nếu bạn đi thú bạn thua sớm nữa. Nói thiệt đó. Các bạn thấy không? Mình không hề có sách truy hồn. Vậy nếu mở vọt may trong này có bất kỳ ai có sách truy hồn thì sao? Mình thua. Đó. Các bạn còn làm như thế nào để giúp các bạn ăn nha. Các bạn thấy không? Không sách truy hồn đó là khó sống luôn. Các bạn thấy không ạ? Đâu có đùa cái game này được. Sách nó là mạnh nhưng mà nó giảm tỷ lệ nghe lại nha. Thì đồng nghĩa việc là thằng có thì nó mạnh, thằng không có thì nó yếu rồi. Chuyện bình thường. Giờ mình ví dụ một cái đồ lộn đao đi nha. Bây giờ ngày xưa đồ lộn đao nó nghe rất là dễ luôn. Thằng nào cũng có hết thì nó mạnh như nhau, dễ quýnh. Còn bây giờ nè, nó đã mạnh rồi, nó còn hiếm nữa. Thì không biết là nó bé cỡ nào. Đúng không? Đó, bây giờ thì các bạn chỉ việc ngồi cầu nguyện thôi. Chứ bây giờ cái meta hiện tại này bắt buộc nha, tất cả các bạn nên đi sát thủ cho mình. Nói thiệt đó, không có nói deal đâu các bạn. Các bạn chơi lên anh này mình sẽ biết. Tên anh một thôi được rồi, không cần lên tách đó mấy trăm điểm đâu. Mình nói thiệt luôn á. Các bạn cứ anh thấp thì chơi sao không được, nhưng anh cao thì nó lại hơi bị khó các bạn. Thì trên đây nè, nó hơn thua nhau từng cái lượng máu đó các bạn nha. Bạn là top 4 đây, nhưng khi top 5 nó 7 máu đi, bạn còn hơn chừng hai mấy máu đi. Nói thiệt, top 5 với bạn rất là dễ luôn. Các bạn đừng có tiết kiệm tiền. Nói thiệt, lúc nào bạn cảm nhận bạn cần bung tiền thì bạn bung tiền cho mình nha. Giữ món tốt nhất cho mình. Vì mấy bữa đây nè, mình không quay clip bởi vì mình đang cảm thấy cái meta đang rất là khó. Các bạn hiểu không? Mình còn tìm một cái cách để các bạn ở trong cái meta đó. Thì up 9 á, từ từ up nha các bạn. Vì bình thường mình nghĩ rằng 8 con rồi đã quá đủ rồi nha. Mình còn làm thế nào để máu mình nó như cao nhất có thể nha các bạn. Đó, up 9 từ từ. Bây giờ nếu mà up 9 đi, nhưng cái lượng tướng của các bạn nó tội 1 sao không cũng có được. Các bạn còn làm thế nào mà trong từ level 1 level 8 đó, tất kể lên 2 cho mình nha. Làm cách lên 2 cho mình. Up 9 á, từ từ cũng được. Còn giữ cái lượng máu lại cho mình nha các bạn. Con keo đi mình, mấy bạn thấy không? Keo lên 2 rồi đó. Nhưng sao mình không bỏ ghê? Mình xách chiếc hồn nào bỏ? Xách chiếc hồn nào? Thấy chưa? Dòng với ham bê rồi, không xách. Thì clip rồi nè, mình hướng dẫn các bạn cách không có xách luôn. Nha. Không xách á. Thì đừng nên bỏ keo đi ghê. Bởi vì bỏ ghê như tốn slot thôi, chứ anh tiêu nó mới cần xách chiếc hồn. Đó, không xách chiếc hồn là bạn cứ đi con những con tú nào mà nó chảy con xách đó. Nó vì sao hiện tại giờ sát thủ á sốc đang gọi là kinh cũng chẳng sách dồn mày lắm. Các hiểu mày nói không? Không quan sát thì game mới tạo được cái meta sát thủ này thì nghĩ là nó giảm đi cái sách dồn thì sát thủ nó là lên ngôi là mạnh luôn. Nó tú nhân gì không có cửa các bạn, nó thiệt tú nhân không có cửa với sát thủ đâu nha. Hắc ám luôn, kể hắc ám liên bang luôn là thiệt, hắc ám thợ săn luôn không có cửa với sát thủ các bạn. Nó thiệt, nó vinh dự với các bạn luôn là mình sẽ thú với lại hắc ám á, là mình gặp sát thủ nó đơm mình cái mồ các bạn ơi, top 8 liên miên luôn. Thiệt mấy ông thánh đồ hay là non mình pháp sư ở đây cũng nhanh nữa đó. Các bạn thấy không, mình thua thấy không, mình thua thằng mẹ tộc hắc ám, các bạn thấy không, có đùa đâu các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái lượng máu bây giờ nè, thấy không, đầu game này mình giữ máu là ghê thấy không. Đầu game á mình giữ máu là kinh, nhưng bây giờ sao 40 máu, các bạn thấy không. Đó là lý do tại sao mình nói các bạn nên giữ máu lại cho mình đó. Không có sai đâu các bạn, nói thiệt. Đầu game các bạn, nếu máu của bạn ít á, bây giờ bạn thua luôn rồi, bạn không ăn còn 40 máu về đâu. Đó, nên nhiều bạn nào mà muốn đi chỗ thua á, bỏ đi nha. Ngày xưa thì còn lấy bỏ chỗ thua ra để mà mình lấy xấu thú. Bây giờ nó thiệt, xấu thú không có tác dụng các bạn ơi. Xấu thú không có mạnh đâu. Thiệt, xét thủ hắc áo nó quýnh chừng cái một thú đi à. Đó, các bạn cần ưu tiên cho mình nha. Thú nhân không ăn là sát thủ á, không phải lúc nào ăn cũng được đâu các bạn. Phải về đoạn cuối trận nha. Nếu mà nó hên á thì nó ăn, còn nói mình nó yếu thì mình ăn nó luôn. Nó là chuyện rất bình thường. Còn mấy cái nhà như ám thợ săn đồ nó thì có đi sớm lắm các bạn. Giai đoạn gần tới 15 là đi hết à. Nó thiệt luôn á.
Bây giờ vòng tới 15 này sẽ đổ nó đầy nó nhiều không mày. Mẹ mấy thằng ám với lại thợ săn sẽ làm gì ăn được mấy thằng sát thủ. Không liên quan gì đâu. Thiệt, sát thủ là chúng muốn tay đôi mà. Hoặc may bây giờ cái nô mình nó boost lên thì mạnh nha, nô mình nó boost lên cái sát thủ nó thua. Chứ bây giờ mà nói vấn đề mà nên chơi hình nào hiện tại thì anh em luôn á, anh em đi sát thủ cho mình nha. Đồ đẹp anh em dọn ra nè, anh em dọn cho con voi nha, con voi con mua cá con cavani thôi chả cần nhiều. Và con bảy của enzo nha các bạn nha, dọn cho con bố của nó đó, enzo nha, nhiều cá voi cavani chỉ như vậy thôi, không cần nhiều đó các bạn. Còn bao nhiêu đồ các bạn bỏ với con gì, bỏ với con ne này, con ari nha các bạn, lựa con nào mà nó có cái hiệu ứng chón các bạn bỏ vô cho mình. Các bạn thấy không, không sách chi hồn nó khổ lắm các bạn, nó thiệt. Và nói bình thường các bạn cho game các bạn không sách thì bạn làm cái gì, các bạn thua top 8 mới làm cái gì đúng không đó. Dòng thứ 27 nha, dòng thứ 27 mới sách chi hồn các bạn thấy không đó. Game bây giờ không còn là game nữa mà các bạn phải làm mọi cách nha, các bạn phải làm mọi cách để kiếm được sách chi hồn nha. Không còn là một cái tựa game mà các bạn chơi theo đội hình nào nữa. Game bây giờ các bạn phải tìm cách để bạn sống lâu nhất để có sách, các bạn hiểu không? Không còn là phải chơi thêm một cái hướng đội hình nữa, bây giờ phải tìm cách để bạn sống đó. Không còn là đội hình nha các bạn lưu ý với mình vấn đề này nha. Thì bây giờ nó mới có sách chi hồn nè, mình vừa lên chính luôn rồi thì mình chuyển đổi cho Cavani đó. Thì kể đến phút này nè thì mình nghĩ mà ăn được đó, mình lo được đó các bạn. Lúc nãy là mình không sách nó là yếu, nhưng khi sách ghê rồi mình rất là mạnh đó. Các bạn còn làm như thế nào, các bạn cố gắng các bạn quẩy hết sức cho mình, giúp các bạn có thể lên được một cái lượng máu cao nhất có thể. Nó tiền bạc đừng có quan trọng các bạn ơi, các bạn coi tiền bạc quan trọng các bạn thu sớm luôn thiệt. Mình tích rất là nhiều vàng luôn, mình tích rất là kinh luôn các bạn. Mình tích lên thế này nè, mình tích lên cấp 9 luôn, nhưng bị thằng top 8, thằng level 8 ăn mình, thằng level 7 ăn mình. Vì sao? Bị 6 sát thủ nó còn đi 7 con nó ăn được thằng 8, 9 con rồi nha em. Nói thiệt, có nhiều thằng nó không có quan trọng up cấp, nó dùng tiền để nó lao tướng, nó lao tướng nó quay vô anh bè nó kiếm banh cho mình luôn. Thì cái meta bây giờ các bạn nên rao nhẹ cho mình một cái, rao nhẹ một hai cái cho mình đó. Mỗi một tên các bạn dư một hoa vàng các bạn đi lĩa các bạn rao cho mình, có thì mua nha. Ưu tiên tất cả tướng lên 2 nha các bạn, không còn có lên B đâu nha các bạn. Lên B, lên B cái gì, lên B con Enzo cũng được, thích thì lên B Enzo hoặc là lên B con voi cũng được nha. Lên 2 là mạnh rồi, không còn lên B đâu các bạn thấy không. Sách chi hồn ghê thì mình sẽ mạnh hơn đó, các bạn thấy không, vẫn thua nha. Thì anh cao đầu nó chẹn đó các bạn, đầu mình chẹn sao đầu nó chẹn vậy thôi. Mình chơi rồi tới đây thì nó chơi tới đây thì đó như nhau thôi. Cái quan trọng bây giờ á là tư duy tụi nó có hết rồi, nó đội hình nào nó có biết chơi rồi. Cái quan trọng bây giờ là còn đồ các bạn nha. Lên lên cao rồi thì may mắn hơn, còn cái may mắn hơn là mình còn cái não các bạn. Cái não là 50 đó, cái não là 40 chứ quên, còn đồ là 60 luôn nha. Thì cái não là 30 luôn rồi, đồ là 70 luôn, hậu não 20 luôn các bạn. Thì giờ bạn có não nhưng mà bạn không có đồ bạn cũng thua à. Giờ cho bạn Cavani B luôn đó, nhưng mà không có sách chi hồn sao bạn chơi. Nó Cavani 1 thôi nó ăn được bạn đó, vậy nó mới chắc các bạn. Nên đôi khi game này nó bị lỗi như vậy đó, các bạn khắc phục cái lỗi này từ đầu game. Các bạn điện ám sớm cho mình nha, giữa game nếu có sách á thì bỏ ám, còn nếu không tiếp tục điện ám cho mình nha, tuyệt đối luôn. Đừng bao giờ bỏ ám khỏi đội hình các bạn, dù đi đâu anh gì nha. Bây giờ mình mua nhu cách vô đây cho vui thôi. Đồ hình này mắc pin nè các bạn ơi, mắc pin này. Đó, mình trẻ con tôi lên be đâu các bạn. Lần con Win 2 cũng được, nó không cần các bạn. Cái mình cần bây giờ toàn bộ đồ hình mình nó phải đều, hiểu không? Chất tướng nó phải đều nhau hết. Giờ lên be 2 cũng vậy à, lên be gặp keo đi chắc nó bính màu chết hơn nữa cái gì đâu. Các bạn lên be mấy con tướng các bạn nhiều á, thì máu nó nhiều hơn. Ăn tới keo đi cho chừng 100 máu mà các bạn chết mau hơn có gì đâu. Nó cái vấn đề lên be mình thấy cũng sợ đó các bạn. Thì không muốn lên be luôn á. Lên dạng đôi khi mình không bỏ đồ tăng mấy con tướng mình luôn. Hoặc là mình bỏ nguyên tố đó các bạn, mình không đi nguyên tố luôn, không đi voi luôn đó. Không đi con mai lóc luôn. Thì máu càng nhiều nó càng dễ chết thôi, chứ không có gì hết á. Các bạn sẽ biết, các bạn đọc nội tại đi.
xách vô hồn thêm 2% máu đó. Các bạn ăn canh ti đi, các bạn cộng máu vô cho các bạn đi đó. Các bạn đang có 6.000 máu cộng thêm 2.000 máu của nguyên tố, nó là 8.000 rồi, thì lượng máu mất thì bao nhiêu khủng khiếp lắm các bạn. Nên đôi khi mình để cái lượng máu thấp á, cũng có một cái lý do của mình là mình không muốn giảm bị thiệt hại lượng sát thương quá nhiều, đó là phần trăm máu. Các bạn có thể bỏ con voi đi, các bạn bỏ con mày lóc ghê cũng được. Các bạn có thể đi hai, bỏ một bút cát này, các bạn lấy một con liên bang vào cũng được. Nó thì mình nghĩ là mình thua rồi đó. Đậu xanh nó mạnh quá rồi các bạn ơi, ăn nổi không đây? Ăn được cũng cao nhiều còn sống. Ồ hên quá đi mình, ăn được không biết ăn được hay không đây, nhưng mà hơi chua. Nó về giai đoạn cuối trận nè, nó như vậy cũng hai sách với hồn thôi nha. Dòng thứ 32 rồi, các bạn có biết rằng từ dòng thứ 1 và dòng thứ 27 là mình không phải có sách, mình đã làm rất là mỗi cách rồi đó. Mình làm bằng cửa quá là ghê đó các bạn, mới sống được cái rau này rồi đó. Thì các bạn nghĩ đi, các bạn gặp giống như mình đi, các bạn làm thế nào để các bạn thắng? Các bạn cần phải xem clip này nha, các bạn đừng có bỏ qua cái gì hết á. Các bạn bỏ qua các bạn không thắng được đâu, các bạn phải nhìn mình chơi thế nào, các bạn để các bạn biết ngõ là mình chơi giống như thế mình. Nó không sách chi hồn nó khổ các bạn, thì sách nó không giảm sức mạnh mình đâu, nó còn giảm telegram nữa. Bây giờ thì mình chơi game mình thấy khổ chứ tụi mấy bạn đúng không, mình chơi lại còn khổ nữa chứ mấy bạn chơi bạn game mấy bạn thấy khổ cỡ nào. Đó, hát ám với lại thợ săn thì sao hoài mạnh được thiệt. Giờ ông nào kêu ám thợ săn mạnh vô đây quấn chừng một game thôi cho bạn biết rằng sát thủ nó mạnh cỡ nào. Thôi clip dừng tại đây rồi nha bạn, các bạn xem clip mình nó hay đừng quên làm một like với kênh nha. Bye bye các bạn.